Xin kính chào quý vị và bà con ngư dân. Thưa quý vị và bà con, khối không khí lạnh trên các vùng biển phía Bắc đã yếu dần đi, gió Đông Bắc cũng giảm dần cường độ. Ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, gió chỉ còn ở mức là cấp 4, cấp 5, sóng cũng giảm dần độ cao, lúc cao nhất không quá mức 1,75m. Thời tiết nhìn chung tốt dần lên và trời không mưa, ban ngày có nắng ấm nên nhiệt độ ấm dần lên. Ban ngày nhiệt độ cao nhất dao động từ 23 cho đến 25 độ. Duy chỉ còn sương mù nhiều vào đêm và sáng sớm, làm cản trở tầm nhìn. Vùng biển Bắc Biển Đông thì gió mạnh hơn khu vực Vịnh Bắc Bộ, tuy nhiên cũng chỉ đạt mức là cấp 5, sóng biển cao dưới 2,5 m. Các khu vực ven biển miền Trung từ Nghệ An trở vào cho đến Ninh Thuận thì thời tiết cũng ổn định hơn, ban ngày trời không mưa, gió đông bắc vẫn thịnh hành ở mức là cấp 4, cấp 5, biển hơi động. Khu vực biển có thời tiết xấu nhất vẫn là khu vực vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận trở vào cho đến Cà Mau và khu vực phía nam của Biển Đông bao gồm cả quần đảo Trường Sa. Do tác động hút gió Đông Bắc nên tiếp tục duy trì gió Đông Bắc mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2 cho đến 3 mét. Biển động, các khu vực này thì tình trạng biển ít thuận lợi cho các hoạt động hàng hải trên khu vực. Tiếp nối bản tin sẽ phần dự báo cho các vùng biển trong 24 giờ tới, mời quý vị và bà con cùng theo dõi. Tại vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ trong đêm nay và ngày mai, trên vùng biển này gió vẫn có hướng đông đến đông bắc, cường độ chỉ khoảng cấp 4, cấp 5, biển có sóng trung bình từ 0,5 cho đến 1,25 m, ban ngày trời hưởng nắng và ấm áp cho nên an toàn cho các hoạt động hàng hải. Tuy nhiên vào buổi sáng thì sương mù khá dày, thậm chí có thể kèm theo mưa nhỏ khiến chất tầm nhìn bị giảm thấp và con ngư dân cần lưu ý tránh để xảy ra va chạm giữa các tàu thuyền khi tiến hành khai thác hải sản. Tại vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ thì gió cũng có hướng đông đến đông bắc và cường độ trung bình từ cấp 4, đôi lúc là cấp 5, biển vẫn hơi động. Vào sáng sớm thì sương mù vẫn dày đặc gây tạ giảm tầm nhìn vào buổi sáng. Tuy nhiên vào ban ngày thời tiết hầu như không cản trở đến các hoạt động hàng hải trên vùng biển này. Trong vài ngày tới, thời tiết sẽ tiếp tục thuận lợi cho những chuyến đánh bắt xa bờ của bà con ngư dân. Xuống tới vùng biển từ Quảng Trị cho đến Quảng Ngãi, bao gồm đảo Cồn Cỏ Lý Sơn, dự báo là trong đêm nay và ngày mai, gió đông đến đông nam duy trì cường độ khoảng cấp 4, cấp 5. Buổi sáng trời nhiều mây, nhưng đến trưa chiều trời có nắng nhẹ. Mức nhiệt độ vừa phải, tầm nhìn xa thoáng sẽ là những điều kiện thuận lợi cho việc đánh bắt hải sản của bà con và các chuyến tàu thăm đảo Cồn Cỏ Lý Sơn vào ngày mai. Vùng biển từ Bình Định trở vào cho đến Ninh Thuận và đảo Phú Quý, gió có sự khác biệt đôi chút so với các vùng biển phía Bắc và thổi đều theo hướng đông bắc với cường độ khoảng cấp 4 cấp 5. Ban ngày trời có nắng, tầm nhìn xa là trên 10 km nên thời tiết cũng ủng hộ cho các hoạt động hàng hải trên khu vực. Vùng biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau và Côn Đảo. So với các vùng biển ven bờ khác, đây là khu vực có chế độ sóng gió ít thuận lợi hơn cả cho các hoạt động hàng hải. Nguyên nhân là khu vực này hút gió đông bắc mạnh cùng với điều kiện địa hình đáy biển khiến cho sóng có độ cao lớn, dao động từ 1,5 cho đến 2,5 mét. Gió vẫn thịnh hành theo hướng đông bắc với cường độ khoảng cấp 5 đôi lúc cấp 6 gây biển động. Các tàu thuyền nhỏ không nên đánh cá xa bờ, chỉ các tàu trọng tải lớn và đảm bảo an toàn mới ra khơi được trong tình trạng biển như thế này Đến với vùng biển từ Cà Mau cho đến Kiên Giang bao gồm đảo Phú Quốc Thổ Chu Tại vùng biển này thì tình trạng biển êm ả à, khi gió đông bắc ở vùng biển này chỉ có cường độ khoảng cấp 3 và cấp 4 Ban ngày thì trời nắng tầm nhìn thông thoáng nên thuận lợi cho các hoạt động đánh bắt hải sản cũng như là các chuyến tàu ra thăm đảo vào ngày mai tông biển Vịnh Thái Lan, thời tiết khu vực này cũng ổn định, trời không mưa, biển chỉ gợn sóng nhẹ nên đây cũng là vùng biển an toàn cho mọi hoạt động hàng hải trong đêm nay, ngày mai và một vài ngày sắp tới. Đến với khu vực Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa, trong đêm nay và ngày mai do không khí lạnh hoạt động yếu cho nên khu vực này gió có hướng Đông Bắc đến Đông với cường độ khoảng cấp 5, trời hầu như không mưa, ban ngày nắng ấm, tầm nhìn xa thoáng nên thời tiết cũng thuận lợi cho các hoạt động hàng hải trên khu vực khu vực giữa biển Đông từ 10 đến 15 độ vĩ bắc, gió thổi đều theo hướng đông bắc với cường độ khoảng cấp 5, có lúc lên tới cấp 6, biển hơi động, sóng biển cao từ 1,5 cho đến 2,25 m và trời phổ biến không mưa, tầm nhìn xa thoáng nên được kiện thời tiết biển nhìn chung thuận lợi cho hoạt động đánh bắt xa bờ của bà con. Cuối cùng là khu vực Nam Biển Đông bao gồm khu vực phía nam của quần đảo Trường Sa, Huyền Trân, Song Tử Tây. Trong đêm nay và ngày mai, gió thịnh hành theo hướng Đông Bắc với cường độ khoảng cấp 5, cấp 6 giật cấp 7, sóng biển giao động từ 1,5 cho đến 2,5 mét. Cho nên mặc dù trời ít mưa, tầm nhìn xa thoáng nhưng bà con ngư dân cũng cần lưu ý với những tàu thuyền có trọng tài nhỏ khi hoạt động trên khu vực này vào ngày mai. Cảm ơn quý vị và bà con ngư dân đã theo dõi bản tin dự báo thời tiết biển của Đài Truyền Thông Số VTC. Xin kính chào và hẹn gặp lại.